Và tựa game hôm nay mình giới thiệu các bạn đó là game Hack Queen. Game này thì nó sẽ theo cách chơi là game nhập vai. Các bạn sẽ nhập vai vào Hack Queen để đánh lại những cái đối thủ của mình. Và hiện tại game này của chúng ta thì đang hoàn toàn miễn phí ở trên hai kho ứng dụng App Store và Play Store. Đồ họa của game này cũng hết sức là ấn tượng khi mà những cái chi tiết về nhân vật của các bạn được tái hiện lại giống y hệt như ở ngoài đời thực. Đặc biệt là nhân vật Hack Queen của chúng ta thì sẽ được tái hiện lại bởi một cái nhân vật diễn viên nổi tiếng đã từng đóng cái phim này. Và đây là màn hình hiển thị đầu tiên khi mà chúng ta mở game lên sau khi cài đặt. Thì nó sẽ lập tức hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Cách chơi của chúng ta hết sức đơn giản, chúng ta sẽ chỉ việc thao tác phía lên như thế này, trên xuống trái phải để chúng ta có thể phòng vệ theo cái thao tác đánh của đối phương. Và ở những cái màn chơi đầu tiên thì các bạn sẽ được có những cái mũi tên để hướng dẫn các cái hướng mà chúng ta vuốt tay để có thể tấn công cũng như là phòng thủ lại đối thủ. Còn từ những cái màn tiếp sau thì các bạn sẽ không được có những cái mũi tên hướng dẫn như thế này nữa, mà buộc lòng là các bạn sẽ phải tùy nhìn vào cái hướng đánh của cái đối phương mà các bạn đưa ra những cái hướng thích hợp cho nhân vật của mình. Và các bạn có thể thấy ở phía góc dưới màn hình của chúng ta sẽ có hai cái biểu tượng. Đầu tiên đó là biểu tượng hình chiếc khiên. Thì biểu tượng này thì sẽ giúp cho các bạn phòng thủ. Nếu như mà các bạn không kịp trở tay với những cái thao tác của đối phương thì các bạn ngay lập tức có thể giữ vào cái phím phòng thủ này lập tức. Thì ngay lập tức là các bạn khi mà bị tấn công thì chúng ta sẽ không bị mất máu ở trên này. Còn ngược lại ở bên phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái hình thanh gươm. Khi mà chúng ta tấn công đối phương một vài lần và nó nạp đầy năng lượng ở cho cái thanh gươm này thì chúng ta sẽ ngay lập tức là được sử dụng cái combo. Và cái combo của chúng ta sẽ gồm 3 bước được hướng dẫn ở trên màn hình. Chúng ta sẽ vuốt theo 3 cái hướng như thế này thì ngay lập tức chúng ta sẽ thực hiện được cái combo. Và sau khi sử dụng cái combo này thì đối phương của chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều máu. Combo cho phép chúng ta thực hiện những cái đòn đánh mà làm cho đối phương của chúng ta sẽ bị hao tổn sinh lực nhiều hơn. Cùng với đó thì khi mà trong quá trình chơi game, các bạn sẽ thấy ở trên màn hình là khi mà ở trên màn hình hiển thị là Attack Now thì chúng ta cũng sẽ, thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể tấn công được đối phương mà chúng ta sẽ không bị đối phương đáp trả. Cùng với đó thì khi mà sau kết thúc mỗi màn chơi chúng ta sẽ được thưởng vàng và tiền. Thì vàng và tiền này của chúng ta sẽ sử dụng cho cái mục đích chúng ta sẽ nâng cấp cho cái nhân vật Hack Queen của chúng ta, gồm có nâng cấp về sinh lực của nhân vật, cũng như là chúng ta có thể nâng cấp thêm về những cái sức mạnh hay là vũ khí của nhân vật để có thể tăng cường sức mạnh lên, giúp chúng ta có thể dễ dàng qua được những cái bàn tiếp theo. Và tổng cộng ở cái game này thì chúng ta sẽ có 5 map, và ở mỗi map thì chúng ta sẽ phải đi qua từ 3 đến cho 4 ải thì chúng ta mới có thể kết thúc được cái game này. Và càng chơi thì các bạn sẽ càng khám phá ra nhiều cách đánh khác nhau rất là tuyệt vời. Ví dụ như là khi mà các bạn chơi ở những cái ải đầu tiên thì nó sẽ đưa ra cho những bạn những cái gợi ý, những cái chỉ dẫn về cách đánh. Nhưng mà sau này thì sẽ không còn những cái chỉ dẫn đó nữa và các bạn sẽ phải hoàn toàn tự nhìn vào những cái thao tác đánh của đối phương mà đưa ra những cái đòn đánh chính xác nhất để cho chúng ta có thể vừa không bị mất máu mà có thể đánh được đối phương hạ gục nhanh chóng. Và khi mà chúng ta thực hiện những cái combo, chúng ta cũng có thể dùng những cái combo theo ý thích của chúng ta để tạo ra những cái pha đánh rất là đẹp mắt. Và như vậy là mình đã gửi đến các bạn bài giới thiệu về cái game Hack Queen. Nhìn chung thì đây là một cái game nhập vai và hành động bạo lực khá là hấp dẫn, cùng với cái đồ họa hết sức là sắc nét và cũng như là bắt mắt. Thì đây là một cái game có cách chơi khá đơn giản, tuy nhiên thì nó lại luyện cho các bạn cái phản xạ rất là nhanh chóng, nhanh nhạy, nhạy bén trong quá trình chơi game. Các bạn quan tâm thêm về game có thể tìm link download ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.